À, các bạn ơi, khoai lang mình trồng ở trong này nè. À, cái ánh sáng ở trên này nó bị khuất á, nên nó không có tốt. Mà không biết có củ gì đây không. Ngày hôm qua mình nhổ thử miếng này. Nè, nó đứt ra đây nè. Để xem coi có củ không nha. Cái khoai lang này là mình trồng bằng cọng nè. Trồng mấy tháng rồi đâu có cắt, đâu có gì đâu. Đào thử có gì dưới không. Có gì không? Nó rễ không? Chắc rễ không à? Trồng ở đây rồi nó không phát triển rồi, đâu có tưới gì đâu. Có củ gì không ta? Củ mọc sâu dữ vậy hả? Không có củ rồi. Đâu có củ gì đâu, có cái cọng không à? Lắp xuống lại. Còn cái khoai lang mà mình trồng bằng củ nè, lúc đó mình chôn cái củ nho nhỏ xuống không biết giờ nó như thế nào rồi đó. Cái củ mình ăn ở trong nhà không hết á. Cái khoai lang này là giống khoai lang của người Mỹ nè đó, cái giống của nó mạnh. Còn khoai lang này là khoai lang ở chợ Việt Nam á, người ta bán cho mình cọng về ăn á, mình về mình lắp dưới này. Sang năm mình sẽ tìm chỗ nào mà có nhiều ánh sáng đó mình trồng, chứ mình trồng ở dưới giàn nho đó. À, các bạn thấy không, nó không có phát triển. À, cái chỗ này còn có chút xíu mặt trời chói vô nè, cho nên cái bụi này nó mới phát triển đó. À, thì để mình xem có củ có gì không. Lúc đó mình trồng cái củ này bằng củ sao, có củ gì không ta, mình đào thử. Nó rễ tùm lum. Wow, các bạn ơi, cái củ của nó nè. Nó bự chưa? Cái củ này lúc trước mình nhớ mình trồng bằng củ, mà sao mình trồng cái củ nhỏ tí mà sao bây giờ nó bự dữ vậy ta? Chẳng lẽ nó vô đây rồi nó sống tiếp, nó bự tiếp hả ta? Wow, Vi ơi, cái củ bự chưa Vi? Củ khoai lang nè. Lúc trước mày bỏ xuống đây nhỏ tí mà sao giờ nó bự dữ vậy nè? Wow. Vậy mua củ khoai lang về ăn không hết các bạn. Nó bị nảy mầm á, nó khô, nó nứt 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 rồi nó lên mấy cái mầm. Cái mình bỏ xuống đây mà hồi trước cái củ nhỏ chút xíu xíu à, mà bây giờ nó bự chưa. Mình cậy lên thử nó bự như thế nào. Đã chưa? Wow. Chẳng lẽ nó củ khoai lang. Cậy sao để cho nó đừng có nứt nha, nó đừng có đứt ra. Đã thiệt ha, hay thiệt. Vậy cứ đi ra chợ mua khoai lang về ăn không hết đó các bạn. Bỏ cái củ xuống đây là cái củ nó bự tiếp lên. Rồi mình bỏ mà thời gian lâu á là cái củ này nó thêm hai ba củ nữa. Sao hay ngộ ha. Đáng lẽ mình bỏ cái củ này xuống nó nứt cái này lên thì nó phải, cái củ này nó phải hư chứ, làm sao mà nó bự lên được hay ha. Lúc trước bỏ nhỏ xí xí à, giờ làm sao đào lên đây ta, nó bự quá. Đã thiệt. Wow. Không ngờ, không ngờ, không ngờ. Đã chưa? Nhổ làm sao? Nhổ một hướng này. Này xem sao. Đã quá. Sang năm chắc mua khoai lang cũ về trồng tiếp ha. Nhổ cái cũ thấy đã quá. Lên. Lên. Lên nữa. Lên. Wow, các bạn nè, các bạn thấy chưa? Nếu mà thời tiết nắng ấm á, là mấy cái rễ này nó sẽ phát triển thành củ bự nữa nè. Nè, còn cái củ này không biết lúc đó mình trồng cái củ nhỏ tí đây thì sao bây giờ? Đó, nó xuống đây nó lớn tiếp các bạn ơi. Nhìn đã chưa? Chút xíu nữa vô cắt, chiên ăn thử ha. Cái này nè, cái này là ít bữa nó ra củ nè. Mè ha, bẻ này đi. Rồi, lấy cái củ này. Wow, nhìn cái củ đã chưa các bạn, nặng trịch luôn á. Nó nặng mà nó chắc nụi à, hay thiệt ha. Ngộ thiệt đó. Để xem còn cái củ nào dưới. Wow, dưới này nó ra củ nữa nè. Cái đã chưa nè. Sang năm á mình mua mấy cái củ này về mình trồng sớm sớm đấy ha. Tháng 5 mình lo mình trồng rồi. Nè nè, lên thấy thương chưa.
ở trong này là không chăm sóc, không tưới đó nha các bạn. Đó, ở dưới giàn nho thấy nó yếu quá là thả luôn, không có tưới, cũng ra cũ nè. Thì bỏ này xuống đây đi, tội nghiệp nó, nó đang muốn phát triển nè, lấy cái cũ già thôi. Ừ, thì phát triển được chừng nào đó phát triển ha, lắp nó xuống lại, hàng ngày qua đây tưới cho nó miếng nước. Tội nghiệp chưa, trồng này lâu quá rồi. Cái cũ mọc quá đi cái cũ ơi. Đã thiệt. Để đó đi, tí này vô cắt chiên ăn. Còn cái bụi này nữa có gì không. Thiệt tình mấy cái cũ. Wow, ở đây nữa, đây nữa. Hay thiệt ha. Mình tưởng khoai ở trong nhà hư là mình bỏ xuống là nó sẽ thúi đi, rồi nó sẽ mọc lên cây là nó hư chứ làm sao mà càng ngày nó càng bự ra này. Cái cũ này bự cỡ nào, cái cũ này, cũ này xem bự dưới nè. Wow, cũ này mà hôm đó mình biết mình nhổ nè, cái cũ phụ nè nó ra nè các bạn. Bây giờ mình bỏ xuống lại ha, cho nó ấm áp để nó phát triển tiếp. Nó tội nghiệp, giờ mà dắt ra thì thấy tội quá. Rồi bỏ xuống lại ha. Rồi hết rồi, ở trong này rau diếp cá. Được hai củ khoai lang, đã quá chừng. Thì coi cái màu gì, coi khoai lang màu gì, màu gì đây các bạn, màu cam. Wow, màu gì đấy, cậy ra cho các bạn xem nè. Ngon chưa, tươi ngọt lắm đó nha, ngon ngon. Ôi cầm mà cầm không được đây nè. Rồi tiếp tục đi tìm chỗ khác. Qua bên kia coi cái khoai lang bên kia mình trồng bằng dây á, mà nó tốt lắm, mà không biết nó có ra củ không. Đem kéo đem đồ đi ra để đi móc mâm xôi này, móc được hai củ khoai lang rồi, lại bỏ cái kia ở trong. Đó, được hai củ khoai lang bự nha các bạn. Đã quá, hái được một mớ Việt Quất nè, cả trái xanh cả trái chín luôn. Hai củ khoai lang, hai củ khoai lang này đó, đào lên được hai củ bự to đùng luôn. Rồi bây giờ bưng cái rổ đi mót tiếp trái cây nha. Bây giờ mình sẽ đi mót mâm xôi đỏ, mâm xôi đen chứ các bạn. Đó, cái rổ đây. Đầu này là trồng ké vô trong một cái cây cà chua màu cam nè. Ồ, cà chua màu cam gì đâu mà nó ra trái, nó lâu chín quá chừng luôn. Thì trồng ké đậu thì hái đậu thôi, có gì hái đó, không có chê. Ở trong này nữa nè, bao tay gì bỏ luôn này. Đậu này ăn ngon lắm các bạn, nó ngọt mà nó giòn lắm. Sang năm á, có đất rồi, có vườn rộng rồi, rộng tí thôi à. Rộng mà mình mua cây cối về nhiều quá, mình trồng cũng chặt lại các bạn. Được mấy trái đây. Ở đây, ở trong này còn trái đậu nè không. Đây nè, nguyên một nhành nè. Đậu nó trùng với cái màu lá mình hái, cho nên không có thấy rõ lắm ha. Còn chưa, cái đậu này cái hộp nó như thế nào hả, mình bẻ ra thử. Đậu này chắc cũng hơi già già rồi đây nè, có hộp không. Tay mắc cầm mấy quay phim rồi, làm gì cũng một tay hết. Đó, cái hộp nó nè, nó còn non, ăn cũng ok đó nè, nó còn non nè, ăn giòn lắm đó đó các bạn. Hái vô xào ăn. Đây nữa nè, nguyên chùm đây luôn nè, ngon he, bứt luôn nè, bứt nè, đã chưa. Chúc như mình xào này cái gì ha, hái cái gì tươi cũng thích hết trơn các bạn. Có ghế ai để đây thương quá, ngồi luôn, ngồi đây hái. Các bạn ngồi đây hái nè. Tưởng tượng bây giờ tiếng máy bay là tiếng nhạc để các bạn nghe đỡ đi.
nó bay hoài trên bầu trời, làm sao mình không có cái giờ nào mình canh ra đây để cho nó khỏi bay. Thứ ban đêm nó cũng bay mà ngày nó cũng bay hết trơn. Nhìn xa tưởng không có trái nào ha, bức quá chừng là đậu. Cái này giống như đậu Hà Lan vậy, nhưng mà cái loại đậu này nó đậu dẹp, ăn nó giòn mà nó ngọt lắm. Đó, nó già cái hột của nó cũng dẹp dẹp. Wow, chừng này đủ một người ăn rồi đây nè, hái chừng năm chừng này là đủ gia đình ăn rồi. Trong này hai trái nè. Sang năm mới khép lại mùa thu đây, chuẩn bị tới mùa đông đây là mình rạo rực rồi các bạn. Đó là mình đợi tới mùa hè, đó là mình nghĩ là sắp tới đầu mùa của mùa hè chuẩn bị trồng rồi đó, lo hạt giống rồi đầy đủ để sẵn đó, chuẩn bị tháng 2, tháng 3 là mình ươm hạt, ươm cây mình đem ra mình trồng. Mới khép lại mùa trồng trọt đây là lại tính là bắt đầu rồi đó. Mê chưa nè. Đó. Mới luôn ha. Các bạn thấy không? Nè, để gì cho thấy nè. Đó, nguyên một mớ đậu dẹp, đậu Hà Lan dẹp ha. Bên này một mớ mâm xôi với là vị quất nè. Trái cây ngon nha. Đậu tươi nè. Rồi, đi qua bên này xem có trái đậu nào thì hái luôn. Cầm đi. Ở đây vẫn còn nè, nó xanh quá nè, không thấy nè. Vẫn còn đó, còn đâu nữa. Dưới này nè, nguyên một chùm luôn nè. Đã chưa, cái đậu dẹp này vô xào với tôm ha. Hay xào với, hay xào tỏi không ăn cũng ngon. Xào không sao mình ướp thịt mình chiên lên. Mình ăn thịt kho với đậu xào này cũng ngon nè. Mê chưa. Ý, không ngờ ha. Trồng cá thôi, đâu có tính trồng nó đâu. Gieo cái hạt, gieo làm chi? Gieo để mình bứng riêng ra mỗi chậu một cây đó mà. Ê, không có chỗ trồng thì để luôn ở trong cái chậu cà chua này luôn các bạn. Ê, nó phát triển ra trái quá chừng luôn. Đậu cũng dễ lên ha. Là trái này. Bứt làm sao đứt luôn cả cành luôn. Rồi bụi dâu nha, dâu chưa tưới nước nữa nè. Wow, trái cà chua nó sắp chín rồi nè các bạn. Đó, nó màu ửng ửng cam cam rồi nè, chín lên một cái nè. Ok ha, cái trái này bự nè. Wow, bây giờ mới chín vậy có con mũi nè. Ngày nào cũng ra thăm trái cà chua này đó. Đẹp ha, gần chín rồi đó. Ráng đi, ráng 1 tháng nữa, chắc 1 tháng nữa không biết đó. Tuyết rơi chưa nữa. Bữa nay ngày mười mấy, 19, 20 tháng 10, ngày 19, ngày 20 gì, mình không coi lịch không biết nữa. Ồ, quá ngon ha. Đậu tươi thiệt là tươi nè. Đã chưa? Cưng ha. Nhìn cái rổ thấy cưng rồi, nhìn mấy trái đậu còn cưng hơn nữa. Thương chưa? Hôm nay ngó bộ đi lòng vòng mà cũng được ha. Thu được mớ trái, ok. Bạn ở Việt Nam trồng cho vui nha các bạn. Trồng đi. Trồng được cái gì thì trồng, chậu nhỏ chậu lớn gì có lan can trồng luôn. Trồng thử nó ra được cái gì là mình cũng vui rồi. Từ 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 mình có kinh nghiệm cái mình trồng tiếp. Bây giờ kinh nghiệm rất là nhiều ở trên online ấy, người ta chia sẻ đó, mình học theo nó. Mình cũng đi học thêm cách trồng trọt ở trên online thôi, chứ mình cũng đâu có biết. Không ai mà tự biết hết các bạn, phải học hỏi hết. Rồi, nhìn ngon chưa? Còn nữa không? Bên này, bên này. Bên này ok ha. Đây. Đây. Cà chua gì mà nó rụng vậy nè. Ồ, cà chua màu cam nè các bạn. Lạnh quá rồi nó rớt cái cuống rồi nó rụng luôn. Thấy thương chưa? Có trái gì đây? Trái đậu ở đây nữa nè. Đậu Hà Lan đây nữa. Nguyên chùm luôn, bức. Thu hoạch đậu cho đã tay luôn.
còn nữa không thì hái. Đó, ở đây nè, nguyên chùm luôn. Nhìn cái chùm nó thấy cưng hay thấy ghét ha. Bớt trong này nữa. Nhìn cái trái nó xanh quá, không có thấy rõ ha. Ok nè, bớt nè, đã chưa nè. Mới luôn á. Wow, chiến này vô có món đậu xào ăn nè. Ngon ha. Đã quá chừng. Còn nữa không? Mê quá các bạn. Đó, nguyên cái chùm nè, các bạn thấy không? Ừ, trái nè. Hái từng trái mới thấy được. Đó, một. Ừ, đây nữa nè. Quá đã luôn. Cầm cái đậu nó mắc rưỡi kìa. Chắc nổi, chắc nùi à. Hết chưa? Wow, ở đây nè, có chùm 3 trái, 4 trái luôn. Bứt ra ha. Wow, đây nữa. Hi, hôm nay một mớ luôn các bạn ơi. Thiệt là mê nè. Mừng quá. Có đậu xào ăn rồi. Ừ, đây nè. Vút một cái là mình rờ, mình thấy trái cứng cứng, mình hái. Bỏ vô đây. Còn nữa không? Wow, ở đây nè, các bạn thấy không? Nó xanh quá nè. Nó cùng với màu lá. Nhìn rõ rõ thì thấy hết nè. Đó, hôm nay thu hết đậu luôn ha. Wow, nhiều ha. Chừng này được nửa ký vậy ta. Nửa ký đó. Vô mình cân thử nha. Đây nữa. Mới thấy mà, mới thấy trái đâu nè. Đây. Còn nữa. Wow, trong kia nữa. Ôi, rớt mất trái nè. Đây. Rồi ở trên cao này. Trên cao này có bò lên trên cao này mọc không? Đây. Đụng vô là thấy nè. Chui chui. Nó chui nó núp mình các bạn. Hái hết, hái hết. Đã quá các bạn ơi. Đậu này là ăn giòn thiệt là giòn. Đã lắm, có con gì nó chui vô cái chân mình. Có con gì nó chui vô trong vậy ta. Hay chăm chăm đâu đâu. Có thôi. Đó. Còn nữa không? Sao mà hái hồi không hết vậy nè. Cà chua nè, nhóc luôn ha. Hết đậu chưa? Đấy, còn sốt trái nè. Nữa không? Đụng đụng vô mới biết các bạn thấy cứng cứng thì hái với nó cùng với màu lá quá à. Không thấy rõ được. Phải chi cái trái nó màu tím ha. Hay màu đỏ gì đó mình còn thấy cái trái cùng màu với cái lá luôn. Ủa, ở trong này một chùm nè. Bứt nè. Đây nè. Wow. Mê mê, mê chưa các bạn? Đậu này xào lên ăn ha. Rộp rộp. Rộp rộp, nhai ngon lắm á. Đây nè. Đó, cưng chưa? Hai cái rổ thì cưng. Đó. Ngon ha. Ngon ha. Mê trái cây quá các bạn ơi. Mê cây cối quá. Cà chua nè. Chua chín nè. Hái luôn. Đâu nữa. Hái. Đây nữa nè. Dưới này nữa nè. Đó. Chỗ nào để ha, lấy thêm rổ. Dâu hôm nay không có trái đâu các bạn ơi. Mình mới kiểm tra rồi cũng không có trái gì. Chỉ có hoa với trái hườm thôi à. Không có trái nào chín hết trơn á. Nãy mình coi rồi nha các bạn.
hái hết mấy trái cà chua vô trong cái rổ màu xanh này. Đó, đó, vô đây. À à, ở đây có một chùm nè. Hái, hái trái này mấy bữa nữa vô chín nha. Thôi, trái nào không chín thì để lại. Ok nè. Wow. Cưng chưa, cưng chưa. Có trái Việt Quốc nè, trái Việt Quốc bổ. Trả về bên Việt Quốc. Đây đây, cà chua chín đỏ tươi. Hái. Trong này nữa. Núp đâu cho, núp đâu vậy? Hả? Hái ha. Đó. Ngon lành. Bữa hôm hái cà chua vô nấu hết trơn rồi các bạn. Giờ thấy thiếu cà chua đó, hái để trong nhà mấy ngày là nó chín lên đẹp lắm. Ừ, đây nè, đây nè. Trái nè. Đó đó đó. Ngon. Vô luôn. Đó. Lần đầu tiên mình mới trồng cà chua là cách đây mấy năm ha. Mình trồng năm 2014 á. 2014 bắt đầu mình mới lần đầu tiên mình mới trồng cây cối đó các bạn. Mới trồng để thôi. Chưa có cơ hội trồng chứ không phải là chưa thích trồng. Đây, đây nữa. Hái hườm ha. Chứ bây giờ để chín thì để chín nó sao ha. Nó dễ bị nứt lắm. Hườm hườm ok. Hườm như vậy là ok rồi. Đó, 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 đó. Dâu này mình trồng lại không sao đâu các bạn. Không sao đâu. Đây cái cà chua hồng này. Ngon ha. Trái gì đâu mà căng. Ngon thiệt là ngon. Hái cái này vô chấm muối ăn ngon nè. Wow, đây một trái nè. Một trái hồng nè. Trái này bự quá mà bị rớt nè. Lượm vô luôn. Đây một trái nữa. Làm sao cầm hết. Ham quá cầm có hết không. Hái luôn nè. Rớt một trái rồi. Cà chua bự ngon ha. Đó. Ở nhà vườn á, người ta hái cà chua là như vậy nè các bạn. Người ta không có hái chín đâu, hái như vậy đó. Đem vô nhà là ngày mai là nó chín là đẹp lắm. Tại vì mình cũng muốn để chín nhưng mà mình sợ nó nứt. Hôm nay nắng rồi, ngày mai mưa là nó nứt liền. Nên mình thu hết vô nha. Rồi. Đây có mấy trái bi nè. Trái bi lượm hết vô luôn. Cái cành nó khô rồi. Trái nó đẹp quá. Cà chua đen nè các bạn. Hái luôn. Trái này chín thì hái. Vô đây. Trái này ok nè. Cái cặp này ok. Hái cặp này. Đụng vô cái rớt luôn các bạn, khỏi phải hái nữa. Hái chưa? Mê ha. Trồng cây mà hái là vui nhất, thích nhất. Thích tay quá. Đó, có công trồng thì được hái. Rồi, được rồi đó. Đi. Hôm nay hái được chừng này nè các bạn. Hai củ khoai lang, đào hai củ khoai lang. Một rổ đậu Hà Lan, đậu dẹp. Đậu này xào lên ăn rất là giòn mà ngọt. Ngon lắm nha, giòn rụm rụm rụm. Còn cái này Việt Quất với mâm xôi với ít cà chua bi. Còn cái này nguyên một rổ cà chua này. Đã chưa? Đó, kết quả thu hoạch hôm nay đó. Mê thiệt là mê. Bây giờ mình đem vô nhà thôi ha. Cà chua thấy đã chưa? Đó, ông xã mình hối đi đâu. Giờ phải đi thôi. Không có tiếp tục hái được nữa. Vậy ha, mình vô nhà đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.